đã bao lâu rồi bạn chiều trước 2-3 giờ. Thức khuya rất hại, nhưng thành công chưa bao giờ là dễ dàng. Để mua được ngôi nhà 2 tỷ, đến năm 35 tuổi, các bạn phải tiết kiệm 35 triệu một tháng. Để đạt mức lương trên 40 triệu một tháng, các bạn phải giữ các chức vụ chuyên viên đến giám đốc, giỏi hơn rất nhiều người. Vậy nên hãy cố gắng từng bước một. Đỗ đại học chính là bước đầu tiên, cơ hội đầu tiên, hãy tận dụng nó thật tốt. Đừng để bản thân năm 35 tuổi phải hối hận. Chỉ mong hai chữ, giá như.当主播多好，当职业选手多好，不要把每个事情都想得很简单。2022年全国硕士研究生招生考试报考人数为457万。希望广大考生啊，能保持良好的心态，通过个人努力，成就美好的梦想。我看过流星坠落地面，哎，我见过最艳的云烟，哎，我爱过被无私的利剑，哎，我熬过霜。叫我一声师。要不就是在梦想里面，要不就是在去往梦想的路上。翻山越岭，披荆斩棘，日复一日，我一定会成为我想成为的人。